Xin chào mọi người, trở lại với Kenny Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm hòn non bộ bằng thùng xốp nha mọi người. Đây là thành phẩm của hòn non bộ bằng thùng xốp nha mọi người. Rồi mọi người cùng xem mình làm nha.
Thank you.
Thank you.
thành xong tiểu cảnh hòn non bộ bằng thùng xốp nha mọi người. Đây, những cái hòn na, hòn đá núi này, hòn non bộ này là bằng thùng xốp nha. Phần này mình sơn giả đá vô, rồi mình trang trí thêm hương tưởng nha, ông Phật Di Lạc, tiểu cảnh vô nha mọi người. Rồi video đến đây cũng xin kết thúc nha mọi người. Nếu thấy hay xin một like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video hấp dẫn cho mọi người xem nha. Xin tạm biệt.